ស្ដាប់នឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺតួប្រុសរបស់យើងនឹងគឺមានក្រុមក្មេងតំណាងមកក្រុមដេញវាយគាត់អញ្ចឹងណាហើយតួស្រីយើងក៏បានបើកឡានប៉ុន្តែម្ដងថាបើកមកពីណាទេក៏បណ្ដាបុកក្រុមក្មេងតំណាងទាំងអស់នោះណាបឋមមកបងប្អូនគឺពួកវាខឹងនាងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានវាកំទេចឡានរបស់នាងអញ្ចឹងទៅ ហើយតួប្រុសរបស់យើងបានតែជួយតួស្រីយើងទេដោយសារតែគេអត់មានអីតបតអញ្ចឹងក៏បានទៅប្តឹងប៉ូលីសនឹងឯលោកប៉ូលីសក៏បានផ្លុំកញ្ច្រៃពួកក្មេងតំណឹងទាំងអស់នោះក៏បានរត់ចេញទៅ ឥឡូវនេះសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់មកដល់ nơi con sơn la lục rú xua mật từng ngọc nghe tha tao miên khơi mảnh nắng bóng on cứ tua ong ở bờ dương mảnh nắng thẹn đa mờ sơn la riêng nắng cứ quạt miên pành hà chân tới cùng một dứt hai bóng on cần hiên châu con thạn tê nơi pe đại chiết đại kêu từ xe mê riêng nắng quạt cả lụi châu mong quỳ nơi cả lạnh tóc quạt tơ hai quạt lụi châu nơi con thạn nắng ngay bóng on nạc lá rất công bận nát là thọp chuột rừng bẹp nắng ăn hiền sông cù tê châu má cứ lộp lộp chẳng à hay nề rìm nè ní vãn quất ba chi cù bằng riên chẳng na bông phong cứ quất rau mà chuột lộn nịu và hai chi miền tây hải môi hai ban chi lộn nịu nắng á hai niên châu mà chuột chẳng na មនុស្សស្រីម្នាក់នេះគឺគាត់មានបញ្ហាដែលសារតែឡានគាត់ខូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅទើបធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមកយឺតហ្នឹងហើយហើយបារម្ភម្នាក់នេះគាត់បានឃើញមិនដឹងជាអ្នកគ្រូម្ដងទេគាត់យកឡានមកធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ប៉ុន្តែនិយាយថាពូមិនយ៉ៃឡានខ្ញុំហ៎ហើយនៅ ពូជាងប្រធានតាន់ហើយតែចាំនឹងងារចាំមកយកហើយកំឡោះម្នាក់នេះក៏ឈរមើលឃើញនាងដើរអត់មានអីជីអញ្ចឹងណាគេក៏ជាជាងចឡំគេក៏យកម៉ូតូមកធ្វើនៅជាងនឹងអញ្ចឹងណាព្រោះថាម៉ូតូគេក៏ខូចឥឡូវជាងប្រាប់ថាម៉ូតូលោកប៉ាធ្វើហើយហើយចាំនឹងលោកអាចយកទៅបានបាទ បន្ទាប់ពីម៉ូតូធ្វើហើយបុរសរុកសង្ហាម្នាក់នោះក៏បានជិះម៉ូតូនឹងចេញទៅ គឺការមកដល់ពេលវេលានេះហ្នឹងបងប្អូនគឺយប់ហើយ មានអារីម្នាក់នេះកំពុងតែអង្គុយរៀននៅមាត់បង្អួច có sáng tay lên xin lệnh u o dần khăn nếu có loàn mọt mình đặt xin lệnh tha ở bộ rõt ngày mình nâng cứ trở bằng khmer steel khmer chân ăn tập phía là đánh vay kê chẳng ná nâng ngày bông phổn khả phụ viết cứ chân bằng tên chắc tạm phá lâu trong vay bằng tay chỉ xin lệnh o kê mình miền rừng ấy nụ tê nơi khnóng xa là riêng nếu bạn thua đầm nở từ xa là riêng bằng tay bất chỉ trái đoàn mình tên cứ buộc ở khmer steel tầng ớt ní bạn chăm stẹo ở chạp niêng bố thật khơi niêng nâng nơi chết ở bộ rõ mà nè đầy bộ viết đánh tam vai chẳng á nà nâng ngày bông phô ôn cực tớ sẽ là nâng khá miên ở xoan tập hiệp tê đất xa tại miên khá miên ôn tập bia chả là mình tên nhưng cậu màn rốt có xa rạp tà miên lưu xô xa lệnh ấy mà bị cài drin nghĩa mớ cứ bỏ ra mà nè ai em chia việt anh bốc ngọp bỏ ra khá là hà nà bỏ hình nâng cứ bẹt mua sự vật tập hiệp mua cộp nó nghe bông ồn cứ chui sri sát hay à bộ nó bị đánh tạm toàn tê bộ tha ở tù ăn bà hướng bên bà tô chi ừ ạ ôi vì rồi khuyên tiện hay
hơi cắt mà đo vẹn ní ha bờ rõ khá hàn bó dớ ná cứ chia bờ rõ đè chui sẵn sát mấy nâng nha bông bồn cứ kê bàn đột niên mò ở cả lãnh cùng bông phai để miên tục miên ảnh chân tư ná cái nhóm ở con lực hai để bàn chui cái nhóm cái nhóm ở bàn phạch con lực tê hai cái nhóm xong mơ mộc lộn tích mà wow ô bờ sát bà để niên khi mộc nhóm hai khơi nhọt khơi hay ác con lộc chân niên ôi bà ra ní sát mê niên mi chăm mên đà mong niên có bạn đa chênh bì bà ra nu đà xa tại niên khuất lan chẳng hà na hay bà ra khla hàn bà dương nâng á vì rượu bà ra cư toàn tà na tê cho chăm côi chăm mơ niên miền ấy chi át khuất chẳng mít lan bị bay hay ớt chụp oi chi phong nâng chà mơ tớ đừng đã nên khuất lan bàn chi ớt chà tôi sẽ bỏ dưỡng cho cả đá plâu phong sẽ hào phong ở khuyên nẹ na tạ xì na khuất oi chụp oi nên chi đây chẳng tôi sẽ bỏ dưỡng nâng khuyên chùm rớt tê cứ mình tạ đá tạ lọt tạ vãnh tạ càng tù bỏ cứ bóng bóng tươi mơ nhóm cực than nếu bóng cực chi mà tô nâng á tao chú mùi tù ăn bó bó dương hơi nâng ai bóng bóng xô mà chia sẻ bóng rồi cao bên chỗ xe lên ớt sơ bàn là ơ tê đa xa tại nhóm bình nhập dẫn tư bà chô dơ tê ná bóng bóng ớt con bóng bóng xùm rạp cà chô tốt xa nà chúc khăn nhìn ở video cơ Thanks you very much. Sorry for being late. I had your back. You doubted me. You thought I was gonna shoot that. You really did. That's right. Has my car been repaired? Your car has been repaired. You can take it. Oh!